Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo, video số 3. Thì hôm nay là chúng ta sẽ tập một cái bài tập đảo nốt. Khi mà tất cả những cái bài tập trước các bạn đã tập tốt rồi thì chúng ta sẽ tập đảo nốt bài tập đảo nốt tiếp theo. Mấy bài này tập chắc là mọi người chán quá đúng không? Chán quá thôi, nhưng mà nó rất là tốt cho kỹ năng của mọi người nên mọi người cố gắng kiên trì một chút. Đấy, xong rồi dần dần mỗi cái bài về cuối thì nó sẽ bớt nhàm chán hơn. Thì những cái bài tập mấy cái nốt này nó chả có giai điệu gì, thật là quá là nhàm chán nhưng mà cực kỳ tốt. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ tập cái bài tập này. Chúng ta sẽ đảo nốt mỗi khi là chúng ta thổi đồ đê mi fa sol la si đô nó liền nhau, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thổi cách nốt ra. Đồ mi re fa mi son fa la son si la đô. Đấy, thì chúng ta sẽ đảo nốt đi. Và cái dấu này khi từ nốt đồ đến nốt mi là dấu luyến, tại các bạn biết làm sao, tại vì nó là cùng một và hai cái lỗ để nó cùng thổi giống nhau, nên chúng ta sẽ thổi một hơi đồ mi kéo kèn sang, thổi nốt đồ kéo sang nốt mi, hút nốt re kéo sang nốt pha. Đấy là nó cùng nốt thổi và nốt hút nhá. Bây giờ mình sẽ thổi thử mẫu nhạc để chúng ta cùng tập nhá. Của nốt đồ này. Đấy, thì nó chỉ một hơi mình kéo ra. Thổi nguyên một hơi vào cái mồi mình giữ nguyên và mình kéo cái kèn nhẹ sang mắt là nó sang nốt mi. Đấy, xong rồi nốt hút cũng tương tự như thế. Đấy, và chúng ta các bạn sẽ nhìn nguyên nốt của cái đồ mi re fa mi son fa la son si, chỉ có cái nốt này một nốt thổi một nốt hút nên là chúng ta sẽ không luyến được, đúng không ạ? La đô. Đây là những cái bài tập chúng ta cứ tập hàng ngày là nó sẽ cho mình một cái phản xạ, sau này mình sẽ chuyển động nốt rất là nhanh. Đấy, chúng ta sẽ tập cả một hàng âm trên nha. Đấy, khi các bạn thổi và các bạn bắt đầu thuộc nốt rồi thì chúng ta bắt đầu sẽ thổi nhanh hơn. Đấy, thì cái hàng thứ hai này nó chỉ là đảo lại từ từ cái vị trí này đi quay ngược lại thôi, nó không khác gì cả. Đô la si son la fa son mi fa re mi đô. Đấy, chúng ta cứ tập dần dần, mỗi hôm chúng ta một tập một chút, nhưng mà bắt buộc nói chung là những cái bài tập kỹ thuật này thì mình muốn các bạn nên học thuộc vào. Cái này mình gần như là mình phải học vẹt và mình học thuộc nó, mình tập nhiều những cái thổi hàng ngày để cho nó nhuần nhuyễn, nó đảo nốt rất là tốt. Đấy, thì trong cái những cái bài tập kỹ thuật chúng ta chỉ cần vài cái như này để chúng ta tập cho nó nhuần nhuyễn nốt trên kèn thôi. Thôi còn trong kèn Chromatic nó còn rất nhiều scale khác nhau và nó sẽ sử dụng những cái cần bấm, thì mình sẽ nói ở một cái video phía sau. Đấy, còn cái bài này mình chỉ cần mọi người chú ý cho mình tập cái bài đảo nốt này, tập cho nó tốt. Đấy, tất cả những bài này tập tốt thì các bạn sẽ thổi chơi được những cái bài rất là tốt. Đấy là, xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.